Vâng, Diêm Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo ha. Hiện tại giờ cũng khá lâu quý cô chú anh chị, hương là vừa tàn xong luôn quý anh chị. Vừa tàn xong thì mình có thể là rút rồi ha quý cô chú anh chị. Và cái này thì mình thỉnh lọc cho tất cả các anh em ở đây luôn, mình mời chung gì hết luôn ha quý cô chú anh chị. Để Diêm Minh ra đây quay một tí cho bà con cô bác xem ha. Đó, quý cô chú anh chị, thì cái bàn này là của ba bàn này của chị Vi Vi Trần gửi cho Diêm Minh cúng dùm trong cái ngày hôm nay, cúng rất là lớn luôn. Chị chi $1,000 gửi về, nhưng mà Diêm Minh cũng nói rõ luôn, $1,000 đó chị làm gì? Cúng cho chú lớn và những cái phản chi khác, còn những cái việc sắp tới này nữa quý cô chú anh chị, ví dụ như là đặt áo nè, hình nè để gửi cho khán giả nè ha quý cô chú anh chị. Và những cái danh sách mà chị gửi về cho mình, cho Diêm Minh, đừng là đặt áo, rồi có cả là áo của là anh Vũ Lưng nè, nghệ sĩ Vũ Lưng nè, rồi của nói chung là một số của Bình Tinh, nói chung là chị muốn tặng để làm một cái kỷ niệm ha quý cô chú anh chị. Là nói chung là mình cũng có nói với chị Hồng Loan chị, mà nhưng mà chị Hồng Loan không, dạ không nhận quý anh chị. Chị Hồng Loan nói là tốn tiền khán giả lắm, chị không nhận. Rồi xong cái mình cũng nói với giả lại là chị Vi Vi Trần cũng nói quá là nói, nhưng mà chị cũng im luôn, nhưng mà Di Minh cũng làm luôn quý anh chị, gỡ nhưng mà trên cái áo á, là có những cái dòng chữ rất là ý nghĩa luôn ha quý chúng chị. Ví dụ như cái dòng chữ như là, ví dụ như làm mà Di Minh làm á là phải có ý nghĩa. Trên dòng chữ của là trên áo của chị Loan á thì đợi là gì à? Hồng Loan mãi yêu ba ha quý chị, như con của chị thì các cháu thì mãi yêu ông ngoại ha quý chú anh chị. Đó, những cái này thì chút xíu là cái phần kia thì mình để cho mấy anh em khi mà chút xíu thỉnh xuống là mời mấy anh em về luôn ha quý chú anh chị, mời mấy anh em ra dùng chung luôn nó quý chú anh chị. Đây là những đây là một cái tấm lòng của là khán giả đến từ nước ngoài. Chị hình như là chị không có trong đạo cho nên là chị cúng cái này mà cúng đồ mặn này trong cái tháng này cũng tốt thôi quý cô chú anh chị. Đó, nhưng mà Diêm Minh cũng có để riêng là một chai nè. Chú thì chú không có dùng mặn, nhưng mà cái tình cảm của khán giả thì chú cũng có chai nè, ví dụ như trái cây nè quý anh chị, ba mâm trái cây luôn. Đó, Diêm Minh để trên nè bàn thờ của chú ha, ba mâm trái cây luôn nè. Mà có bia luôn, chị còn kêu bổ sung thêm một thùng bia với là một cái thùng xì tin nữa quý cô chú chị ơi. Cái này là Diêm Minh cũng tiếp sau ha quý cô chú chị. Thật là một cái tấm lòng rất là quý đối với là chú Vũ Linh. Thì nói chung là chị rất là yêu quý chú Vũ Linh và có ngỏ ý là muốn là Diêm Minh là thuê hẳn cái gặp luôn một năm luôn. Đó, đừng che mộ của chú ở đây, nhưng mà do là bên Hoa Viên người ta không có cho phép ha quý cô chú, vậy không có đồng ý. Không phải là mình muốn thuê là thuê nghe quý cô chú vậy. Nó rất là phải theo quy định quý cô chú vậy. Ví dụ như mình thuê á, mình muốn á mình cúng một ngày hoặc hai ngày thì được, chứ mình thuê hẳn một năm thì không được ha. Tại vì đây là quy định chung thì tất cả những người ở xung quanh ở đây người ta cũng thuê. Người ta thuê cúng là bình thường, thuê cúng một ngày, hai ngày là bình thường. Xong rồi người ta, bên Hoa Viên người ta sẽ dỡ quý anh chị. Tại vì trong khi cúng á, người ta sợ là chờ mưa gió cho nên người ta hỗ trợ ha quý chú anh chị. Đó quý chú anh chị. Không, cái chú gì ạ? Bây giờ mấy anh em mình mời. Bây giờ thì tàn hương thì cũng tàn hết rồi quý chú vậy. Đây nè, vì mình cúng giờ tàn hương hết rồi. Đó. Theo như quy luật đó, thì cúng kiến á, tàn hương là có thể mình thỉnh xuống cái lọc cho tất cả các anh em dùng ha. Bây giờ thì Diêm Minh cũng xin mời các anh em vô.
Bây giờ mình đỡ anh Ngọc vô, mình ghen xuống ha. À, để mình thỉnh ha quý chúng vậy. Tại vì mình đi ra ngoài đây là cô chú chị thấy không? Rất là hoành tráng luôn. Chị gỡ cái phần cúng này không là mười mấy triệu đó, nhưng mà chị gỡ cái thực đơn thì không đủ quý cô chú vậy. Vì mình mua tại bên đây á, bán rẻ. Bên đây thì gà thì gà ta nghe quý cô chú vậy, chứ không phải là gà công nghiệp nha, gà ta đàng hoàng. Đó. Vì mình đặt là đặt gà ta. Ở nhìn trang vô đó anh. Cái chuyện nó lạc cái đít của anh kìa. Bây giờ thì Duy Minh cũng xin ra mời mấy anh em vô ha quý chú anh chị. À, chuẩn bị mấy anh em đâu hết rồi ta? Anh Bin ơi, mấy anh em đâu hết rồi? Mình mời mấy anh em ra chuẩn bị thỉnh lập của chú nè. Chảy vô vậy. Giờ mấy anh em mình bắp tay tay ơi tay với nó sưng đi con kia quý chú vậy. Mình mời hết luôn chị Nhi. Chị em đây. Cảm ơn anh, em mới ăn dịch xong, bây giờ em ngồi thở oxy luôn anh. Hồi nói chung dùng miếng cho vui thôi. Ông dùng đi, em vô em thỉnh bánh nước của cậu em uống anh. Ờ, nói chung là hôm nay sáng giờ khán giả cũng rất là nhiều luôn quý chú chị, cho nên là mấy anh em cũng có dùng. Vậy anh em nào dùng nữa được thì dùng ha quý chú vậy, thì mình cũng mở hết luôn đó, cho trong đây đó, không có mấy anh em trong đây luôn gì mờ hết. Ờ, anh Thành ơi, tại nhiên mời mấy anh em vô dùng thỉnh lộc đó, mời mấy anh em hết luôn bốn anh em nha. Rồi ha. Dạ, khán giả cũng ấy đó, mà cũng ba mâm cháo gà này kia đồ anh, trái cây nữa. Dạ. Kệ. Vậy ha. Vậy là đêm mà vẫn chứ nó quý anh chị. Nói chung là mà hôm nay á là khán giả cũng rất là nhiều luôn quý của chú anh chị, cho nên là hồi sáng giờ cũng gà vịt cháu con, xe kìa con đứng lại ha. Ấy là chú. Chú Tài á, hay chú quay á, chú Tài đi qua đó đó. Sao? Chú Tài thấy chú như mình quay á. Gì hả? Trời ơi, sao con biết hả? Trời ơi chị chạy qua luôn đi, chạy qua lẹ luôn hả? À. Là sao con nói sao chú không hiểu luôn á. Không biết là chú quay á, chú Tài qua đó đó. Gì hả? Sao con biết? Thì con thấy nghe chú Tài nói á. Thấy chú Tài nói hả? Trời ơi à. Chị này chị gì chị cũng biết nha trời. Chắc là chú ăn rồi cho nên là chú không muốn ăn nữa ha. Đó. À, quý cô chú anh chị ơi. Thì à, mấy anh em đang ở trong kia ha. Đầy đủ hết ha quý cô chú vậy đó. À, dùng cái lọc như vậy là rất là vui luôn. À, anh em hòa thuận hợp với nhau. Ở đây thì Duy Minh luôn luôn lúc nào quý cô chú anh chị cũng muốn là anh em là vui là được ha quý cô chú anh chị. Nhiều khi ngày trước á Duy Minh là cúng ở đây nè rất là nhiều luôn. Hồi trước Duy Minh không có ăn, ít ăn lắm. Vì mình cúng mà thấy anh em lợi dùng chung là vì mình vui no luôn quý chú vị, nó thật sự luôn á, no luôn. Mà anh đi nó đại diện giùm em nha, đại diện giùm em kêu á, mà nhờ không quý chú vị, nói chung là mấy anh em ăn chung với nhau là vui ha quý chú vị. À, còn hai cái dĩa này thì hai cái mâm trái cây này á quý cô chú anh chị là mình dẫn để ở đây mình trưng ha quý cô chú anh chị, mình trưng đến khi chiều là mình lựa cái gì mà cái gì mà mấy cái ông mà mấy hôm nay mà ông hay thích là mình phải thỉnh xuống quý cô chú anh chị, chứ mà không thỉnh là để là tới sáng là hồi sáng chế bự mà hôm gài mà ổng là phát hiện là hồi sáng cắn cái bự luôn. Sợ thiệt chứ. À, mấy anh em ở trong kia là mình thấy vui quý chú vậy đó. Mình là chủ yếu là cho mấy anh em mà vui hòa thuận với nhau là mình vui quý vị. Em một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chị Vivi Trần đã hỗ trợ và cho mấy anh em thỉnh và chú Du Linh cho mấy anh em mà thỉnh cái lọc để là
ở đây để chăm sóc và lo lắng mộ cho chú, dọn dẹp mộ của chú ha quý chú anh chị. Này là chú rồng ha quý chú anh chị. Cái chú rồng hôm nay chắc chiều nay phải tưới nữa quý chú anh chị ơi. Nếu mà không tưới là vì mình nghĩ là cái chú này là phải cần có sự chăm sóc đặc biệt của là cái vị khán giả của chủ nhân mà tạo ra cái rồng này quý chú anh chị. Chứ là vì mình bó tay vì mình cũng thể chăm sóc được, nhưng mà nhiều khi xịt thuốc á, nhiều khi không có đúng cái kỹ thuật là mất công ấy nữa quý anh chị. Cái gì đây trời, là mất công nó không tốt nữa ấy lắm, cho nên là đợi cái người chủ người ta làm, người ta biết được cái kỹ thuật. Chiều nay là phải tưới là tắt ăn rồi đó, ngộ nghe. Nhưng mà bà con cô bác thấy nè, ở bên đây á, thì ở bên đây á, thì là một cái bình rất là tốt luôn, và có cả là chú rồng này rất là tốt luôn ha quý chú anh chị nè, bông đầy luôn ha. Nhưng mà lại chú rồng bên kia lại là không có ấy, chú rồng bên kia là không có không tốt bằng chú rồng bên đây quý chú anh chị nè. Kể cả cái bình luôn, cái bình cũng không tốt luôn ha, ngộ á. Đây là hình ảnh của chú. Nói chung là Di Minh cũng rất là cảm ơn còn một vài vị khán giả nữa quý cô chú anh chị ơi. Di Minh thì cũng không kịp, cho nên là từ từ ha. Trong cái tháng này túng ngày nào cũng tốt hết. Con cô bác biết thì ngày xưa mà khi mà ngày An An á, cúng rằm tháng 7 nè, mà cúng cho các chư vị ăn á, thì ông lại được tăng tuổi thọ, và cái trí nhớ của ông thông minh, rất là thông minh, và đi theo Đức Phật để là ghi chép lại những cái sổ sách, những cái viễn kinh để là lưu truyền cho đời hậu hậu thế sau này quý anh chị, rất là ý nghĩa luôn. Và con xem những cái màu truyền của ngài thì con mới biết được cái sự độ lượng khoan dung của là những vị Đức Phật, phải nói luôn không có dùng lời để tả được quý anh chị. Cho nên là mình sống ở đời này mình cũng phải khoan dung và yêu quý với nhau, lẫn nhau quý cô chú anh chị. Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù. Vì mình trong đầu luôn luôn nghĩ điều đó quý cô chú anh chị. Cho nên là mỗi khi anh em ở đây là vì mình cũng đều là giải hòa, yêu quý quý cô chú anh chị. Nhưng là tất cả những vị khán giả cũng vậy nữa quý cô chú anh chị. Nhiều khi là mình nói không được mà người ta dặn ngược là mình, nhiều khi mình cũng phải nói nhiều rất là buồn luôn, nhưng mà thôi cũng cố gắng để là chia sẻ cho bà con thì cũng bỏ qua hết tất cả ha quý cô chú anh chị. Thì các chị vị ở đây là một ngày dùng cho ấm mò, thì các anh em trong tổng thì cũng nè, thì mình nghĩ ha, thôi rất là vui vẻ luôn ha quý cô chú anh chị. Đó, cái hình ảnh như vậy thì chị mình rất là thích luôn, và có thể là chị khán giả là chị Vi Trần á cũng là rất là vui khi mà được các anh em dùng cái lọc của chú trong ngày hôm nay với các như vậy ở đây. Thì mình cũng ba mâm, thì trong đó có một mâm của đất đai nè, đất đai thổ địa rồi đó quý cô chú anh chị. Và các chư vậy với chú Vũ Linh, chú Vũ Linh thì dùng chai thì ông có là ba mâm trái cây luôn heo quý anh chị, cả cà phê sữa luôn, rồi có cả là bia Heineken đó, thuốc nữa. Thuốc thì chắc là chú đang cai thuốc quý cô chú anh chị. Quan thì video đến đây thì Di Minh cũng xin khép lại quý cô chú anh chị ơi. Bà con cô bác xem video mà Di Minh cũng quên thông báo, hồi sáng có thông báo quý cô chú anh chị là sẽ chuẩn bị là tổ chức cái lễ hội đại lễ mà Vu Lan á quý cô chú anh chị. Sẽ có nhiều nghệ sĩ đến đây như là nghệ sĩ Vu Lân nè, Bình Tinh nè, và có cả là ca sĩ Nguyên Vũ nữa. Đó là bên chị Hồng Loan có tổ chức để cho trong cái ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha quý cô chú anh chị. Thì bà con xem lại những cái vở tuồng ngày xưa mà chú Vũ Linh hát, như là cái vở tuồng Mộc Liên Tìm Mẹ quý cô chú anh chị, rất là ý nghĩa và rất là hay luôn, chú đóng rất là xuất sắc luôn quý cô chú anh chị. Xem lại vở đó đi, bà con mới biết được là người nghệ sĩ tài ba và mọi mặt luôn quý cô chú anh chị. Vâng, thì video đến đây, dùng chú đây con, dùng chú đây. Thì video đến đây thì Di Minh cũng mấy anh em cũng kêu vô trọng, chắc mình cũng dùng một vài miếng cho vui với anh em ha, chứ không có mình cũng anh em cũng không vui. Thì Di Minh cũng xin kết thúc, và con cô bác thấy video có ý nghĩa thì và yêu quý Di Minh cũng như chú Vũ Linh thì cho Di Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha, để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác càng xa trong ngoài nước được xem qua màn hình nhỏ của Di Minh ha. Bây giờ Di Minh xin chào, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.